Xin chào tất cả các khán giả của Yeah One Spotlight, mình là Oren. Là ca khúc về một người đàn ông trong một mối quan hệ với một người phụ nữ mà lúc nào cũng tỏ ra là mình là một người đúng và luôn luôn giành phần thắng trong tất cả các cuộc nói chuyện cũng như là cuộc cãi vã. Thật ra thì trước đây mọi người cũng chưa thấy được con người của Oren đâu. Tại vì những cái khúc cũ của mình thì là đều là của người khác sáng tác. Còn cái khúc này mới là cái gọi là màu sắc thật của mình á. Những cái gì mà mình viết ra cũng đều từ cái trải nghiệm của bản thân. Cho nên là cũng mình cũng rất là hào hứng muốn cho mọi người biết được một cái màu sắc mới của mình. Những ca khúc trước mình không có đất để thể hiện nhiều. Thật sự là như vậy. Mình chỉ quanh đi quẩn lại chỉ hát một khúc của ca khúc. Đi hát lâu mà chỉ hát có mấy câu là phiên lặp lại như vậy thì thật sự là cũng cảm thấy đôi khi cảm thấy tủi thân chạnh lòng, và cũng rất là mong muốn là sẽ có một cái khúc nào mà mình được tự thể hiện trọn vẹn ca khúc đó. Thì đây là chính là cơ hội của mình. Mình biết trên câu chuyện thật của mình, có những cái người trong một cái mối quan hệ với bất kỳ ai sẽ có một cái người đối phương mà người ta kiểu luôn luôn tỏ ra là mình đúng. Có khi là người ta sẽ nhận sai nhưng mà kiểu là giả bộ nhận sai á. Tiếng Anh người ta có một cái chữ là manipulative, tức là sau một cái cuộc cãi vã gì đó thì tất cả lỗi nó sẽ đi vòng vòng zigzag, nhưng mà kiểu gì nó cũng sẽ quay ngược về phía mình và người ta sẽ không nhận được bất kỳ một cái gì đó là lỗi sai của người ta cả. Thì đó cũng là một cái cảm xúc rất là ức chế và mình cũng thấy là một cái chủ đề khá là thú vị để được người bạn muốn mọi người biết mình đang nghĩ gì, đang trải qua những gì và thực sự là cảm xúc của mình như thế nào. Thì con số 15.5 tỷ thì mọi người cũng đã, chắc là mọi người cũng nghe qua báo đài rồi. Đó là những cái thứ mà nó gắn liền với cuộc đời mình và mình cảm thấy là chắc là từ giờ về sau nó cũng sẽ vẫn gắn liền với cuộc đời mình thôi. Đó cũng là một cái điều thú vị. Mình không xem nó là một cái gì nó quá, nó quá mạo hiểm đâu. Có những cái lúc mà trong cuộc đời mình sẽ lên xuống thì tại sao mình cứ phải chọn quên nó đi hay là bỏ nó đi, né nó đi. Mình cứ cho nó vô trong cái sản phẩm âm nhạc của mình để cho mọi người biết là cuộc đời mình đang trải qua những gì đó và mọi người có thể đồng cảm. Chính là không có tiền, thật sự là như vậy. Một nghệ sĩ, một cô gái mới bằng nghề chừng 2 năm, xong rồi sóng gió đổ ập vào đầu và từ đó thì cô ta bắt đầu đi một mình trên con đường. Có quá nhiều thứ cần phải học, quá nhiều thứ mới mẻ cần phải giải quyết, cũng như là bao nhiêu khó khăn nó đổ ập bên đầu thì nhiều khi mình cảm thấy rất là ngột. Nhưng mà mình cũng thấy vui lắm, tại vì sau khi ngột rồi mình lại trồi lên, mình không có chìm mà mình phải cố gắng mình dãy dụa để mình bơi lên, và từ đó, từ cái những lúc mà mình dãy dụa để mình cố mình nổi lên trên mặt nước thì mình học được rất nhiều thứ. Mình biết bơi, mình biết nín thở, mình biết chịu đựng. Những anh chị nghệ sĩ người ta kinh doanh xong rồi người ta bị đóng cửa, bị thua lỗ rất là nhiều, và mình cảm thấy là mình cái khó khăn của mình nó chả là cái gì so với mọi người, cũng là một điều tất yếu thôi. Nếu như mà mình cứ làm nghệ sĩ xong rồi kiểu sướng nên cứ tung tăng đi hát thôi chẳng suy nghĩ gì, mình nghĩ là cuộc đời mình nó cứ tiếp tục như vậy cho tới hết đời nó cũng chán. Cho nên là thôi, coi như là sóng gió cuộc đời này là một cái gì đó mà gọi là số phận của cuộc đời nó đưa cho mình á, nó thảy vào mặt mình để cho mình mày phải lớn lên. Cam ơi, mày phải grow up lên, mày phải trưởng thành đi. Đừng là một cái con mà kiểu tung tăng phụ thuộc người khác quá nhiều. Hiện tại thì Oren cũng đã tìm được một vài người gọi là anh em thân thiết để tạo nên thành một cái ekip. Và mọi người làm việc với nhau trên một cái tinh thần là hỗ trợ nhau hết sức, cũng như là góp ý cho nhau khi mà thấy có cái ý idea gì hay, cũng như là idea gì chưa tốt thì mọi người sẽ góp ý cho nhau rất là chân thành. Nhưng mà vẫn nó không phải là một cái mô hình công ty mà là một cái mô hình một team làm việc với nhau. Thực ra thì mình nghĩ là đúng là nghệ sĩ cần phải tập trung về việc hát là chính. Nhưng mà nếu như một người nghệ sĩ mà kiểu như bị lệ thuộc quá nhiều về ekip á, mất chất, họ không có, họ chỉ làm theo một con đường vạch ra sẵn thôi, dù biết là nó tốt á, nhưng mà mình tự hỏi là nếu như sau 10 năm mình cứ làm như vậy hoài thì mình có được gì cho bản thân trong con đường ca hát của mình, là mình cứ như thế, như một cỗ máy, như một con robot như vậy, thì cuối cùng để lại cho bản thân mình là cái gì? Chả
chẳng có gì hết, chỉ là một cô ca sĩ rỗng tuếch mà thôi. Bây giờ mà không tập trung thì sẽ chết mất, thì sẽ tiêu mất. Không thể, tại vì mình phải luôn luôn phải tập trung vào con đường mình đang đi, những gì mình đang cần phải làm. Và âm nhạc của mình thật sự phải nghiêm túc, không phải làm dẫn chơi được. Cho nên là mình thấy là bây giờ những cái khó khăn đó nó làm cho mình càng có thêm động lực, càng phải tập trung hết cái năng suất của mình. Còn trước đây thì mình kiểu nghĩ là công ty cũng có công ty rồi, cho nên là mình chỉ cần hát hay là được. Nhưng mà bây giờ thật sự hát hay chẳng đủ, nghệ sĩ bây giờ cần rất là nhiều thứ và mình còn phải trau dồi nhiều thứ lắm. Mình là một người ở ngoài nhìn rất là phớ lớ, những lúc không phớ lớ thì lại kiểu mặt lạnh thì mọi người sẽ thấy là kiểu lạnh lùng, không có cảm xúc. Nhưng mà thật ra khi mà về nhà rồi, bỏ qua những cái ồn ào xung quanh hay là những cái hào nhoáng bên ngoài, mình lại trở về với một mình, bản thân mình thôi. Thì đó là những cái lúc mà mình yếu đuối và mình mỏng manh nhất. Và trong cái hình ảnh mà người phụ nữ yếu đuối trong cái MV mà cuối cùng á, cũng là một cái cảm xúc thật của mình nữa. Đó là khi mà mình ở trong một cái mối quan hệ nào, mình cũng thật sự luôn luôn muốn cái mối quan hệ đó sẽ là một mối quan hệ tốt, và mình chẳng muốn đứt đoạn giữa chừng đâu. Thật sự là những cái gì xảy ra nó rất là khó khăn đối với mình, để mình phải nói ra cũng như là để làm những việc mình đã làm. Nhưng mà mình muốn, nhưng mà cuộc đời không muốn thì thôi, không thể nào bắt ép được cái số phận cả. Và đó, cho nên là bây giờ mình cứ phải bước tiếp thôi. Mình đã qua cái giai đoạn đó rồi, mình đã qua cái giai đoạn mà kiểu tình cảm, xong rồi kiểu cảm thấy là mình rồi sao ta, ông trời không thương mình á. Nhưng mà bây giờ mình đã qua cái đoạn đó rồi, mình phải bắt đầu mình tiến lên, rồi mình làm những cái gì mà mình đang cần phải làm. Chứ bây giờ mà cứ ngồi mà buồn hay là cảm thấy đau khổ, mình thấy chẳng đáng gì cả. Mình cũng 23 rồi, mình cũng hết thời gian rồi mà. Bây giờ thì có rất là nhiều nghệ sĩ trẻ, người ta debut, người ta đang rất là xuất sắc. Mình cứ ngồi đó, mình cứ than thân trách phận mà chẳng làm được chuyện gì cả. Mình thì thật sự là nghĩ là cái kỳ vọng của mọi người cũng nhiều, cũng lớn. Cho nên là mình chỉ biết cố gắng hết sức, cũng như là cố gắng chỉnh chu hết cái phần nhạc cũng như là phần hình ảnh MV cho nó tốt nhất có thể. Còn gọi là kỳ vọng về trending hay là view á, thì trước đây cũng như trước đây thôi, mình không kỳ vọng, mình không dám, gọi là không dám kỳ vọng, không dám mơ cao. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Gia Quang Show để có thể xem những chương trình của Orange cũng như là những nghệ sĩ khác nhé.